chơi như thế. Tiền đâu mà lo hết được. Cứ kẻ nghèo kẻ khổ. À, sao anh bảo với tôi là anh bận cơ mà? Tôi bận là anh yêu mới của tôi đi đấy. Anh hãy vào tù mà ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của mình đi. Có mỗi ít tiền mà em không có cho anh là sao? Mấy chục triệu như thế mà anh bảo là một ít à? Anh cứ ăn chơi chắc đáng cho lắm vào, xong rồi lấy tiền của em mà trả nợ đấy. Em cũng có cho anh vay thì thôi, làm gì mà phải vặn vẹo anh thế? Ý em không phải như thế, mà bây giờ em muốn anh tìm một công việc ổn định mà làm đi. Suốt ngày ăn chơi như thế, tiền đâu mà lo hết được. Nhớ sau này mình cưới nhau thì sao? Thì em cứ trả nợ cho anh đi, rồi mình tính đến chuyện cưới xin. Mà lúc đấy á, bố mẹ anh trả gấp mấy lần em cho anh vay đấy. Em không tham tiền nhà anh đâu. Cái em cần ấy là anh phải thay đổi. Thì một lần này thôi, anh hứa sẽ ngoan mà, anh sẽ đi làm kiếm tiền. Có tiền rồi thì mình cưới xin nhá. Đây, anh cầm lấy. Có từng này thôi à? Anh cầm tặng vậy. Từng này mà anh còn kêu ít đó. Anh có biết cái số tiền này em tiết kiệm bao lâu mới được không? Anh liệu mà tiêu cho cẩn thận vào, không lần sau em không cho anh nữa đâu. Em biết rồi, em nói ít thôi. Mẹ ơi, mẹ để con làm cho. Thôi, còn có một tí thôi để mẹ làm nốt. Con đẩy cái xe rác lên kia cho mẹ là được. Dạ vâng ạ. Anh này, em còn mấy chục triệu ở trong thẻ, chưa dùng đến đâu. Anh cầm lấy tạm đi. Chúng mình mới quen nhau, sao em tin tưởng đưa anh nhiều tiền thế? Thì em thấy anh cũng cao ráo, đẹp trai. Với cả là người như anh làm sao mà có thể thiếu mấy chục triệu được chứ. Chắc là anh đang cần việc gì gấp lắm mà chưa xoay kịp đúng không? Em nhìn người chuẩn phết đấy. Nhưng mà em dễ tin người lắm, anh đừng có lừa em đấy. Em nghĩ xa quá rồi đấy. Anh sẽ trả em cả gốc lẫn lãi, được chưa? Này, anh cầm lấy đi. Chỗ này là đủ để cho anh trả nợ rồi đấy. Mà từ lần sau, anh không được vay nữa đâu biết chưa? Nếu không là không có đâu đấy. Anh biết rồi, em nói nhiều đấy nhỉ? Anh buồn cười nhỉ? Cái số tiền này anh có biết là em phải vất vả lắm mới kiếm được không? Anh làm ơn hãy nghĩ đến công sức của em mà bớt chơi bời lại đi. Anh trả em này, cứ kẻ nghèo kẻ khổ. Vay tiền em còn mệt hơn là đi vay nặng lãi đấy. Thôi, thì chúng mình là người yêu của nhau nên là em mới nói như thế. Em yêu anh nên là muốn tốt cho anh thôi mà. Thì anh cũng yêu em nên là lúc gặp khó khăn anh mới cần em giúp đỡ chứ. Mình cùng nhau trải qua hoạn nạn thì tình cảm mới đi lên chứ. Em hiểu không? Ừ, biết rồi. Thôi, giờ anh phải đi trả nợ đây. Không người ta cứ giục. Mai anh gặp em sau nhá. Anh đi đây. Alo, em gọi gì mà gọi lắm thế? Thì mấy hôm nay em không liên lạc cho anh được nên là em hơi lo thôi mà. Anh đang bận, sao em cứ làm phiền anh là sao? Thôi, em xin lỗi. Thì em cũng muốn biết mấy hôm nay tình hình của anh thế nào thôi. Anh vẫn ổn, được chưa? Em sắp giống như mấy thằng đòi nợ rồi đấy. Hay là sợ anh bùng tiền đấy? Không, không phải như thế đâu. Anh thấy em cho anh vay tiền, có bao giờ em đòi không?
mà anh đang bận. Khi nào anh rảnh anh gọi cho em nhá. Thế nhá, cúp máy đây. Không sao đâu ạ. Ừ, cả tao ấy, cả tao đã lên kế hoạch hết cả rồi. Bỏ ra có mấy chục triệu câu được hẳn một con cá rắt vàng như thế cơ mà. Mày biết gì đúng không? Thằng đấy chơi bời có tiếng. Trở lại thì thấy nhà mày đã vỡ nợ với nó rồi. Vỡ nợ là vỡ nợ thế nào? Bố mẹ nó còn đấy, vỡ nợ làm sao được? Mày có chắc nhà nó giàu không? Nhớ đâu lại vớ phải mấy thằng hay chém đó quá mồm. Tao ấy là tao đã dình theo nó về tận nhà nó rồi. Mà nói chung là nhà bạn cố, bố làm to lắm. Mà hàng hiệu lắp đầy người như thế cơ mà. À thôi 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 nhá, tao có điện thoại rồi. Có gì tao gọi lại sau. Ờ, ok. Anh à, anh đến đâu rồi? Em đến chỗ hẹn rồi thế này. Anh đến nhanh lên nhá. Vâng. Cái gì thế này? Các người. Chị ơi, chị có sao không ạ? Bỏ ra. Tại lúc em đang quét, gió thổi to quá nên là em không để ý ạ. Cô tránh xa tôi ra một tí. Hôi hà bẩn thỉu. Thôi chị cho em xin lỗi. Mà chị đứng lui ra sau một chút. Không lát em quét nó lại bay vào người chị đấy ạ. Mà đáng lẽ ra ấy, mấy cái thứ bẩn thỉu này các người phải dọn từ sáng sớm chứ. Tại sao em dọn? Đúng là con có biết cách làm phiền người khác ấy. Xin lỗi cô, chúng tôi có quét gần xong rồi. Mong cô thông cảm cho ạ. Ông cặn, ông cặn. Anh đến rồi đây. Cún con của anh. Sao bây giờ anh mới đến? Em đứng chờ anh nãy giờ mỏi hết chân rồi đây này. Anh phải đi taxi đến đấy. Trong lúc chờ anh ý, hai mẹ con quét răng nhà kia, thất bụi bẩn hết ở mặt của em. Thương thế. Đâu, anh xem có bị làm sao không. Giời, mấy cái người kia vô ý thức thế nhở. Làm quét răng mà không tránh người ta ra gì cả. Anh bảo, sao anh lại ở đây? Cô nói chuyện với ai đấy? Tôi đang nói chuyện với người yêu của tôi. Cô đừng có mà xen vào. Này, ngửi mùi rác nhiều nên bị sảng à? Hả? Đừng có thấy sang mắt quàng làm họ. Anh giải thích đi. Sao anh bảo với tôi là anh bận cơ mà? Thì tôi bận lại người yêu mới của tôi đi đấy. Thì làm sao? Anh nói vậy mà nghe được à? Cô thì sao? Cô giấu tôi cái chuyện cô làm quét rác. Hóa ra từ lúc yêu cô, tôi là người bị lừa. Này, nếu như mà anh ấy biết là cô làm quét rác thì chưa chắc là anh ấy đã yêu cô đâu. Cái loại người như cô làm sao mà xứng đáng với anh ấy được. Tôi không ngờ anh lại là một người bạc tình bạc nghĩa như vậy. Uổng công tôi đối xử tốt với anh. Cô nghĩ tôi sung sướng lắm à? Khi yêu một người kỳ bo như cô à? Kỳ bo á? Tiền tiết kiệm tôi để bao nhiêu năm tôi đều đưa anh trả nợ hết đấy. Vậy mai còn bảo tôi kỳ bo à? Đưa được có mấy đồng bạc giờ mà lên mặt à? Này, hóa ra đang tính toán à? Rồi à, anh ấy nợ cô bao nhiêu? Tôi trả hết cho. À đây. Cầm đấy. Hai người làm cái gì vậy? Này, bà về dạy lại con gái bà ấy. Nói dối nhiều á, anh tắt đấy. Lúc nãy chúng tôi đã làm bụi bay vào người cô. Chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Cô có cần phải sỉ nhục chúng tôi như vậy không? Này, cái chuyện đấy mà cũng không thể chấp với các người. Còn con gái bà ấy, cái chuyện đáng nói ở đây là đã lừa dối người yêu tôi, hiểu chưa? Thôi, em chấp làm cái gì? Chắc là cô ta xấu hổ vì mẹ nên là giống như chuyện làm quét rác. Sợ anh nghĩ mấy đồng tiền của cô ta và mình hôi thối mà. Cậu vừa nói cái gì? Cậu sỉ nhục người khác vừa đấy. Bà già này, bà định đánh tôi à? Mẹ có sao không ạ? Anh đừng có mà quá đáng. Ai bảo mẹ cô định đánh tôi à?
Này, các người định vướng cắp vừa là làm nhờ? Đã định đánh người lại còn ngồi đây ăn vạ à? Các người, anh, mình đi thôi. Ở đây thối lắm, em không chịu được. Chào nhá. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao. Con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con nên là mẹ mới ra nông nỗi này. Thôi con ạ, coi như một lần vấp ngã, lần sau con đừng bị yêu mà mù quáng như thế nhá. Vâng, con nhớ rồi ạ. Đây, để con đỡ mẹ dậy. Huyền ơi, Huyền, Huyền. Lại nợ, suốt ngày nợ, em không còn tiền đâu. Giúp anh lần này thôi, anh hứa khi mà chúng mình cưới nhau, bố mẹ anh sẽ trả gấp mấy lần chỗ tiền này ấy, nhá. Anh hứa mãi không thấy mệt à? Thì em biết nhà anh cũng giàu có mà. Số tiền em đưa cho anh đáng là bao nhiêu? Hay là em sợ đúng không? Ý, giúp anh đi. Em... À. Tiền thì em? Dạ, tiền... Tiền... Huyền ơi, lấy tiền đưa cho anh đi, nhanh lên. Em lấy đâu ra tiền mà đưa? Này, tao nói mày biết nhá. Hôm nay mà mày không có tiền ấy, thì mày chuẩn bị cắt một số bộ phận trên cơ thể, bán mà lấy tiền trả nợ đi nhá. Anh ơi, anh gọi điện cho bố mẹ đi, không thì người ta giết anh đấy. Không, không được đâu. Sao không được? Đưa anh đi, không anh ấy chặt tay anh đấy. Này, tao lại nói cho mày biết nhá. Bố mẹ nó từ mặt nó từ lâu rồi. Nhà nó bây giờ chả còn cái kỷ mốc gì hết, còn cái xác khô. Cái gì cơ? Cái gì là cái gì? Hả? Mày nhìn nhà nó có căn biệt thự mà mày tưởng nhà nó có tiền á? Hả? Còn thằng này nữa. Ôi anh ơi. À anh ơi. Mày cũng giỏi lừa gái hết. Anh ơi, anh ơi, em sẽ có tiền trả anh mà. Anh ơi. Làm sao? Dừng lại. Lại con nào nữa đây? À. Cái con người yêu cũ của mày hay trả tiền cho mày đấy đúng không? Lại đến trả tiền cho nó đấy hả em? Trang ơi, cứu anh đi, anh không muốn chết đâu Trang ơi. Bỏ ra. Tôi đã báo cảnh sát ở đây có cuộc ẩu đả rồi. Một lát nữa họ sẽ đến thôi. Này, tao lại nói cho mày biết nhá. Nổ tiếng Việt luôn nhá. Cảnh sát đấy gì? Cùng lắm là tao đến phường ngồi 1-2 hôm, rồi hôm sau tao sẽ được thả ra thôi nhá. Nhưng mà nếu họ xét nghiệm ấy thì sẽ biết hai người có dính líu đến ma túy ấy. Cái gì cơ? Cô nói cái gì? Ai nghiện ma túy? Sao? Cô không tin à? Không tin thì hỏi thử người yêu của cô mà xem. Anh nói đi. Cô ta nói dối đúng không? Cô ta đang lừa em đúng không? Có vậy, cô ta thù em nên cô ta bịa chuyện đúng không? Anh nói đi. Tôi đã chụp hình được cảnh hai người họ giao ma túy cho nhau. Anh ta trước đây chỉ chơi bời thôi, còn bây giờ thì xa đọa lắm rồi, không thể quay đầu được đâu. Mày là một thằng ngu. Anh hãy vào tù mà ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của mình đi. Tôi cảm thấy thật là may mắn vì ngày xưa anh đã bỏ rơi tôi đấy. Anh hại tôi rồi. Anh hại đời tôi rồi.